Hello bạn, hôm nay mình có dịp gặp một bạn trong nhóm tăng chiều cao, là một thành viên khá là lâu năm và tập lên được 4 xăng sau cái độ tuổi 20 nhỉ em? 19. À 19 sau độ tuổi 19. Thì 4 xăng là từ mét bao nhiêu lên mét bao nhiêu em? Khoảng mét 63, 64 lên mét 67. Thì nói chung là những cái kiến thức mà mất bao lâu em? Nói chung là những kiến thức về tập luyện dinh dưỡng thì nói chung là kênh mình cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì em có sau những quá trình tập luyện như vậy thì em có những chia sẻ gì mà những cái điều gì mà các bạn chưa biết mà em có thể cho các bạn biết bài kinh nghiệm ha. Về cái mấy cái kiến thức dinh dưỡng á thì mình có nhiều mà trên mạng có, nhưng mà cái vấn đề về kiểm soát tâm lý á, các bạn hay kiểu đánh giá mình có kiểu tự ti á, không chấp nhận kiểu bản thân mình thế này thế kia, thì nó cũng là rào cản đấy. Thì khi đấy thì các bạn sẽ bị căng thẳng đấy, khó ngủ hay là các vấn đề khác, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thực ra là nó ảnh hưởng đến tầm khoảng 60-70% luôn, chứ không phải là cái đấy. Cho nên là cái đấy nó quan trọng, không phải chỉ là chỉ có ăn với tập thôi, mà phải còn kiểm soát được cảm xúc nữa. Là đừng, nói chung là đừng có để kiểu cơ thể stress quá, đúng không? Nhiều bạn kiểu stress quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều ha. Em còn gì nữa không? Ý là khi mà tập ý, thì các bạn không kiểm soát được, không chấp nhận được rằng là có thể mình sẽ không cao lên, và họ cứ muốn là tức là phải cao lên. Qua ngày này cũng đo chiều cao cái thứ ha. Kiểu muốn quá thì thành ra là bị căng thẳng lắm. Nhưng nó phải tác dụng, căng thẳng quá, ngày nào cũng đo. Có những bạn kiểu sáng đo, trưa đo, chiều đo, xem là có nhích lên được nào, nhưng mà càng đo thì càng căng thẳng. Đúng rồi, nó ảnh hưởng đến trao đổi chất đấy. Khi mà bị căng thẳng thì trao đổi chất nó giảm xuống rất là thấp, năng lượng nó cực kỳ thấp luôn. Mà em có lời khuyên gì cho các bạn không? Sau kinh nghiệm đó, để đúc kết một số lời khuyên cho các bạn không? Lời khuyên là tập cường độ cao ít lại, có nghĩa là không phải là cứ 2-3 tiếng một ngày là sẽ ổn. Mình có thể tập hết sức trong khoảng 30 phút thì nó ngắn hơn, kiểu như là đánh nhanh thắng nhanh á. Còn tập nhiều quá thì các bạn không kiểm soát được cái căng thẳng đấy, với cả tâm lý đó thì không có kết quả nào cả. Quan trọng là cái cơ thể mình nó phải cảm thấy khỏe và nhiều năng lượng ạ, thì đấy mới là đúng. Còn nếu mà tập mà để mệt mà đuối sức kiểu khó chịu là không đúng và không có kết quả. Còn gì nữa không em? Tập yoga nhiều. Tập yoga nhiều. Nhiều vào. Có nghĩa là chia ra nhiều lần trong ngày á. Mà anh thấy em ngủ khá là sớm nhỉ? Nhiều khi khuya nhắn tin em mà cũng không thấy em đâu á. Ngủ sớm, dậy sớm nhỉ? Thực ra ngủ á, ngủ là mình phải sao nhỉ? Gọi là tắt tâm trí trước, kiểu như là mình phải tĩnh trước ấy, thì mình mới ngủ được. Còn nếu mà còn đặt cái nhiều vấn đề trong tâm của mình quá ấy, thì nó không ngủ. Đúng vậy, trước khi ngủ mình có thể yoga để mình thiền, tức là mình giữ cho đầu óc mình thoải mái, đúng không? Mình dễ ngủ hơn, đúng không? Có nghĩa là mình ném tất cả những cái gì trong đầu mình nó gây khó chịu ra, gần như là mình có thể tưởng tượng là mình ném nó ra thật, thì đối với mình nhẹ hơn thì mình sẽ ngủ được. Rồi đó là chia sẻ ngắn ha. Rồi em muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì không? Em muốn là các bạn giữ gìn sức khỏe, tại vì cái gốc muốn cao thì phải khỏe đã. Nếu thà mình khỏe không cao cũng được, nhưng mà phải khỏe đã. Rồi, vậy đó ha. Cảm ơn chia sẻ ngắn của một thành viên rất là lâu năm trong nhóm tăng chiều cao. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Rồi, tạm biệt bạn. Em chụp tấm hình nữa.